Trọng Đức xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác anh chị, hôm nay Trọng Đức sau một khoảng thời gian mà khá là dài ngày rồi, Trọng Đức chưa vào thăm hai ông cụ mà sống biệt lập ở trên này các bác. Thì hôm nay Trọng Đức xuống thì cũng có đem theo rất là nhiều phần quà gửi tới cho hai ông cụ. Vậy ông thì vừa rồi Trọng Đức mới nhìn nhận ra là ông bị hình như là bị gãy tay sao các bác? Hôm nay vẫn đòi phù nè. Đắc. Không tắc á? Ừ, thường làm bé. Thế là ông là bị gãy tay à? Ừ. Nga tiên bé, tôi bé sao lại tôi. Ồ, thế là bị lâu chưa ông? Bị lâu chưa? Lấy. Lâu rồi à? Ừ. Bà có ở nhà không? Bà ở nhà dưới. Bà ở nhà dưới kia à? Ừ. Thế ông có cầm được con ngan này đi về không? Hả? Cầm được con ngan đi về không? Bây giờ ông và cháu cầm con ngan về nhá. Vâng. Được. Con đường hôm nay thì đi vào gặp ông cụ không bác? Gặp ông cụ là thấy là bị ông ấy bị gãy tay, nhưng mà không biết là làm sao bị gãy tay. Một tí nữa thì khi mà đi vào có được xế và hỏi ông xem. Thế bác không cầm được hình như đây? Được, ông đi trước đi. Được. Hôm nay là gồm có, ấy ông cẩn thận nha, hôm nay là gồm có hai phần quà. Thứ nhất là có cô Thúy ở Mỹ, và thứ hai thì có bác Thảo Đố là cũng ở Mỹ gửi cho ông. Cái đại bà. Ô dê ông thì lớn rồi đấy nhỉ. Ừ. Có chửa chưa ông? Có con chưa? Có chưa? Có rồi á? Có con rồi á? Ờ, được rồi, bên này còn ạ. Có con rồi á? Vâng ạ. À, sau một khoảng thời gian thì khá là lớn rồi cô bác ạ. Có là được một con nữa rồi. Thế ông còn nuôi được thêm một con nữa không? À, được. Cháu đang bảo người lấy cho ông thêm một con đực nữa rồi đấy. Vâng. Ôi ôi, khá là khỏe đấy cô bác ạ. Chắc là bây giờ đôi tầm bố, bố lại con này thì đã để một con này. À. Được là... Được bao nhiêu tháng rồi ông? Được một tháng. Được một tháng, có được một tháng rồi à? Ừ. Nhưng hôm nào là ông tự đi lấy giấy giống à? Ừ. Bà đi thấy là dê là lên là rất là khỏe mạnh quá. Ba là đi xuống nhà dưới làm gì ông? Đi thay bóng đèn. Thay bóng đèn, thay bóng đèn à? Ừ, thay tháp đèn. Ừ. Ôi ông với bà đấy ở nhà lấy củi khá là nhiều nhỉ? Con ngan này thì để đâu ông nhỉ? Con ngan mặt kia để. Ngan này là ngan thịt thôi, một tí nữa thì sẽ mổ cho ông nhá. Vâng. Rồi, chứ không phải là ngan nuôi đâu. Hai ông bà cụ thì thưa cô bác ạ, như cô bác có thể nhìn thấy là xung quanh này là hầu như là không có một cái ngôi nhà nào cả, toàn là đồi chè với đồi chè cả. Thưa của ông thì là ông ấy làm chuồng ở trong này cô bác này. Ủa. Thầy phụ tìm điện, mong trọng, tìm phần. Bật một chút điện đâu nhỉ? Vâng. Mời đây. Vào nhà ông thì đến mùa hè thì khá là nóng cô bác ạ. Hôm nay ông ở nhà thì ông làm cái gì? Không làm được cái gì. Không làm được cái gì đâu à? Chân tay đúng không? Tay này thì cầm. Tay này thì cầm dây. Thế thôi ông ngồi ở đây một chút. Ông ngồi ở đây một chút để con hỏi ông. Hôm nào là làm sao mà tay ông bị gãy đấy? Hả? Làm sao mà tay ông bị gãy đấy? Lâu chưa ông? Lâu đấy, người ta bảo ôi, cháu ơi về đây uống nước này. Là đi nhanh lên. Thế nhưng mà ông có đi uống rượu không? Không. Không uống rượu đâu à? Ừ. Nhớ là tuyệt đối là ông là không uống rượu nhiều nhá. Vâng. Để mà cấm ông thì không cấm được ông, không cấm được cô bác ạ. Bảo ông chỉ là giảm bớt đi thôi. Bị cái tay này bị lâu chưa ông? Được, sắp được một tháng. Sắp được một tháng à? Ừ. Chứ sắp khỏi chưa? Sắp khỏi. Sắp khỏi là ôi rồi, chú được nhìn thấy là chỗ này sưng phù này, sưng to hết. Ông chịu khó là đun cái nước chè để mà rửa có tay một chút nhá, đừng để cho nó bẩn quá. Vâng. Bẩn quá là nó nhiễm trùng ấy. Nghe tin đây cho xem nào.
là bị gáy ở cái chốn này hay là chỗ nào không? Chỗ này. Khỉu tay đấy à? Ừ. Ôi trời. Hai ngón á? Ừ, hai ngón. Gáy được cái hai ngón này luôn. Ừ. Thế là hôm đấy là ai đưa ông đi vào viện? Cháu Vương đây. À, cháu Vương à? Ừ. À. Cháu Vương là đưa ông vào viện đúng không? Vâng, không được. Rồi, cháu xin nhá. Vâng. Rồi. Thế là bao giờ thì mới lại đi tháo băng không? Ông có tiền đi tháo băng không? Có tiền để đi mà tháo không? Có tiền xăng xe đi không? Chờ sau bên này hứa lời này hứa này phải thoáng trâu hứa lắng thế mẹ chứ học phải à, là hai tuần nữa đúng không? Ừ. À, là hai tuần nữa thì mới được tháo cô bác ạ. Ừ. Nhưng mà ông có tiền ở trong người không? Có 200. Có 200 thôi à? Ừ. 200 thì đủ xăng xe đi xuống dưới thôi. Còn tiền ăn tiền uống nữa. Hôm nọ thì cũng được là một người em của bác ạ, một người em của cháu Đức là đưa ông đi. Thì em thì cũng đi làm rồi, thành ra là đến lúc mà cháu Đức biết ấy, thì là ông đã đi băng bó là về đến nhà hết rồi. Về đến nhà thì cháu Đức cũng bận làm một số công việc cho nên là chưa có vào thăm ông. Và tiện hôm nay thì cháu Đức mới vào thăm ông. Trong khoảng thời gian này thì chắc là ông không có đi đâu làm gì đâu cô bác. Đấy, bị tay trái, thì tay phải thì vẫn còn ok. Hôm mà bị gáy thì đã đi vào viện luôn hay là hôm nào mới đi? Được mấy ngày mới đi không? Là được 3 ngày rắc cú lên. Đi bệnh viện sáng ăn chiên. Đi trạm đúng không? Ờ, đi trạm. Xong là người ta mới bảo đi xuống dưới à? Ờ, y tá bảo xuống dưới đi có phải chứ. Thế là đi xuống có phải là người ta băng bó cho luôn xong là về luôn à? Có phải nằm ở lại không? Ở một đêm. Ở một đêm nữa à? Ừ. Thế là ở một đêm là sáng sớm này đúng không? Ở một đêm. À, thế thì hôm nay lại cháu lại vào mua cho ông thêm là một chút bánh kẹo nữa này. Đấy. Bây giờ thì cháu sẽ nói là ai sẽ gửi tiền cho ông. Hôm nọ thì cháu vừa đi mua chăn với lại bạt để cho mà để cháu che chó ấy. Đấy thì còn dư là 600 ngàn. Còn dư là 600 ngàn. Hôm nọ thì là của bác của cô Thúy, Thúy cô ở bên nước ngoài ông nhá. Vâng. Vừa rồi ghi ở đâu thì cũng đây, đây. Đấy, cái này là của cô Thúy là ở bên nước ngoài là còn hôm nọ là còn 600 ngàn. Đây 600 ngàn thì là hôm nay cháu xuống thì cũng có mua cho ông là thêm là hai cái dây sứa Fami này nhá. Đấy, cháu Đức phải bỏ ra một chút để cho các bác cùng biết là hôm nay cháu Đức mua những cái gì cô bác nhá. Mua hai dây sứa Fami. Sứa Fami thì cháu để đây cho ông nhá. Để mà ông uống nhá. Ông với bà nhá. Rồi. Thêm là mua cái này là bánh trung thu là bên quán người ta là cho cháu Đức cô bác ạ. Cho cháu Đức với lại ông một tí ăn luôn. Đấy, dầu ăn. Mì chính là 55.000. Dầu ăn là 60.000, xà phòng là 25.000. 55. Đúng rồi, và thêm là cái này là để ông tắm rửa nhá, rửa chân rửa tay nhá. Vâng. Rồi, còn những cái mì chính này, dầu ăn thì cháu sẽ cất vào trên này cho ông nhá. Vâng. Mì chính ông thì sắp hết chưa? Sắp hết. Còn cái này thì cái xà phòng giặt áo thì cháu để đây cho ông nhá. Vâng. Có một gói. Đấy, và mua thêm là 200.000 tiền bánh kẹo nữa cô bác ạ. Bánh thì sẽ đa gói thì sẽ cất đi cho ông, bánh thì khá là đắt cô bác ạ. Cái nồi này là ông cũng để bài thờ bàn thờ đây đúng không? Vâng. Thế là cháu để bánh kẹo đây cho ông nhá. Vâng. Và trên bàn thờ của ông thì chả có bánh có kẹo gì cả, có mỗi bánh trưng thôi. Vâng. Thế là để đây cho ông nhá. Đây. Bị tay không xuống được. Bị tay không xuống được à? Được rồi thì ở đây. Thế là cái đây để cho nói cái phần quà này là của cô của cô Thúy, cô ở bên nước ngoài ông nhá. Là cháu mua hết là 410.000 rồi.
Đấy là còn dư là 190.000. Còn dư là 190.000 thì bây giờ cháu không có tiền lẻ thì là cháu sẽ gửi cho ông là 200.000 nhá. Vâng. Anh gửi cho ông 200.000, 200.000 này thì là ông cất vào túi đi, để cháu cất vào túi cho. Đây. Cảm ơn. Rồi. Đấy, 200.000 này là cháu cất vào túi cho ông nhá. Vâng. Đấy là của cô Thúy nhá, cô Thúy của bên nước ngoài nhá. Vâng. Ông gửi một lời cảm ơn tới cô Mỹ, cô Thúy của ông nhá. Vâng. Rồi ông nhìn ra đây. Đấy. Đấy, ông đừng giơ tay, đừng giơ tay nó. Đây ông cứ để tay xuống. Ông nói là tôi xin cảm ơn ân nhân đã gửi tôi quà. Tôi xin cảm ơn ân nhân. Này con bét. đã gửi quà. Đã gửi cô. Cho tôi với lại cho vợ tôi. Cho tôi với vợ tôi. Đấy, tôi biết ơn ân nhân. Tôi biết ơn ân nhân. Rất nhiều. Rất nhiều. Đấy, tiếng câu này thì phải dạy ông thì ông mới biết nói được cô bác ạ. Đấy, và cháu được cũng xin thay mặt là ông với bà là gửi một lời cảm ơn tới cô Thúy, cô ở bên nước ngoài. Hôm nọ thì cháu được có nhận được là 1 triệu đồng. Trong đó thì đã mua cho ông là hết những cái, mua cho ông là một chút, một tấm chăn với lại thêm là bạt nữa để mà che cho chó của ông. Đấy. Và hôm nay thì cháu được lại mua cho ông xuống là hết cái phần quà của cô Thúy của bên nước ngoài rồi. Đấy, và tiếp theo đó thì là hôm nay cháu mua cho ông thêm là một con ngan. Vâng. Ngan này thì là không phải là ngan mà để mà nuôi đâu. Ngan này là ngan thịt. Đấy. Ở đây thì cái phần quà này là của bác Thảo Đố. Vâng. Bác Thảo Đố là người mua dê và lại mua chó cho ông ấy. Vâng. Ông biết không? Vâng. Chuẩn bị sắp tới thì lại mua thêm một con nữa nhá. Vâng. Vâng vâng, nhưng mà ông có biết là ai mua cho không? Bác Thảo Đố đấy. Ừ. Con cháu thì gọi bằng bác. Vâng. Đấy. Bác Thảo Đố, bác ở bên nước ngoài. Vâng. Là có mua cho ông là ngan là hết là 270.000. Vâng. Đấy, còn dư là 230.000 nữa. Vâng. Thì là cái số khoản tiền dư thì cháu sẽ biếu cho ông luôn. Vâng. Đấy, thí dụ như là mấy hôm tới ấy, ông đi xuống Úc Bài ấy, ông có thể là mua đổ xăng cho người ta hay là mua bánh cho người ta nữa, nếu mà mua hai ông lúc mà ông đi với người ta mua nước với lại mua thức ăn đấy. Còn nếu mà xem hôm đấy nếu mà cháu biết thì là cháu sẽ đưa ông đi xuống có bài để mà bỏ cái này ra nhá. Là 2 tuần nữa đúng không ông? 2 tuần. Hai tuần là dư là 230.000. Dư là 230.000 là của bác Thảo Đố ông nhá. Vâng. Bác Thảo Đố. Đây là 200 ông nhá. Vâng. Đây là thêm là 30.000 nữa nhá. Vâng. Là 230.000 đó. Vâng. Thì cháu sẽ để vào đây cho ông nhá. Vâng. Chỗ này là có 430.000 rồi nhá ông nhá. Vâng. Để cẩn thận nhá. Đây còn có tiền đúng không? Không có đâu nhá ông nhá. Vâng. Đấy, cháu gửi đây 430.000 nhá. Vâng. Tí về thì cho ông này là bà cất nhá. Bà thì chắc là cất không được đâu tại vì bà là không có được minh mẫn hơn ông. Đấy cô bác ạ. Ngan này thì vừa rồi thì cháu Đức định là mua xuống để cho ông là ông ấy tự mổ ấy, nhưng mà cô bác ạ, thấy ông là bị tay ông bị gãy như này thì là chắc là cháu sức xé hộ ông là sẽ mổ luôn để mà tối nay ông với bà là ăn thịt nhá, thịt ngan nhá. Vâng. Bà thì sắp về chưa? Sắp về đấy. Thì bây giờ thì hai ông cháu mình nấu cơm là đợi bà nhá. Vâng. Nhưng mà bị gãy tay này có ăn được thịt ngan không? Để cháu hỏi trên mạng xem nào, gãy tay thì có ăn được thịt ngan không? Thì mấy mổ cho ông, không thì cháu sẽ đi mua cái khác cho ông.
phải xem một chút thông tin là xem là có ăn được thịt gan không để mổ cho ông cô bác ạ. Đây là ăn được cô bác nhá. Một số thực phẩm mà người bệnh gãy xương nên bổ sung để nhanh chóng hồi phục bao gồm thực phẩm giàu canxi. Cái dầu canxi này là sứa này nha. Sứa này thì có nhiều canxi này ông này. Đấy, nhiều canxi như rau, chân vịt, măng tây, củ quả xanh. Đấy, là chân vịt là ngan thì cũng vẫn là ăn được cô bác. Ngan thì có thể là hầm lên cho ông để mà ông ăn. Đấy là. Ông có ăn bánh luôn không? Thế thì cháu để vào đây tí ông với bà là ăn nhá. Vâng. Bánh thì vừa rồi là người ta cho cháu. Vâng. Cho cháu để mà cháu đi đường ăn đấy. Vâng. Nhưng mà hiện tại là cháu cũng chưa đói thì vâng. Để lại cho ông để mà ông với lại bà ăn. Đấy thì bây giờ thì chắc là sẽ phải là đun nước trước ông nhá. Đun vâng. Nước để mà cháu sẽ mổ ngan cho ông. Cháu sẽ mổ ngan cho ông nhá. Vâng. Đấy, chứ không là ngan này thì ông cũng không có chuột nuôi đâu đúng không? Vâng. Chứ lại ngan này thì nó không phải là ngan nuôi ấy, là ngan thịt thôi. Vâng. Mà nuôi thì người ta toàn cho ăn ngô hết cả. Hôm nay thì xuống gặp ông thưa cô bác, không may là tay của ông là bị như thế này, rất là buồn. Đấy, ông là chịu khó là đi lấy nước chè về rửa tay rồi nhá, đừng để cho nó bẩn quá nhá. Vâng. Nhiễm trùng ấy. Vâng. Và bây giờ thì cháu Lực lại tiếp tục là thay mặt là hai ông bà gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đỗ. Chúc bác sang năm mới rồi ra sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều trong thời gian qua. Bác đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực, giúp đỡ cho hai ông bà cụ rất nhiều. Không phải là giúp đỡ cho hai ông bà cụ mà là giúp đỡ cho thêm rất là nhiều những hoàn cảnh cháu Lực đang chia sẻ trên kênh. Ấy thì ông bây giờ cũng gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đỗ nhá. Vâng. Tôi xin cảm ơn ân nhân đã gửi cô cho tôi với vợ tôi. Tôi vết ơn ân nhân rất nhiều. Năm mới tôi chúc ân nhân được nhiều thức khỏe. Tôi cảm ơn rất. Ông với bà thì thế thì mấy hôm nay là toàn bà làm nhiều hơn thôi đúng không? Như gạo này kia thì còn không ông? Còn thì... Còn đúng không? Ừ. Gạo là còn một xô này à? Cháu xem nào. Gạo thì vẫn còn một xô này. Thế thóc thì ở nhà không còn nữa đâu nhỉ? Thóc ấy. Thóc được hai bao. Được hai bao à? Thế là vừa rồi được hai bao đúng không? Ừ. Được hai bao thôi. Ừ. Thuê mất người ta cày mấy trăm nghìn đúng không bác? Mà mất 800, 1 triệu mà mới được có bao thóc. Ui, có vẻ như là lố quá rồi cô bác ạ. Có vẻ như lố đấy ông ạ nhờ. Ừ. Nếu mà để 800 nghìn đi mua thóc thì đi mua gạo với thóc thì ông ăn được nhiều hơn rồi. Vâng. Mà không làm thì không có được cô bác ạ. Đấy thì lần sau thì là thuê người ta cày bằng trâu thôi cho nó rẻ ông ạ. Vâng. Đấy. Không thuê người ta cày bằng trâu thôi để mà số tiền đấy để mà mua thóc với lại mua gạo cho nó được lâu hơn chứ không là là ông bảo là được 3 bao ấy, 3 bao mà bán là mỗi bao thóc được 10 cân. Thóc thì thóc thì 1 cân là được 10.000 các bác. 3 bao thì cho là tạ dưới đi là cũng không có hồi được. Không có hồi được cái số mà mình thuê người ta cày còn công của mình nữa. Đấy như ở nhà cháu Lực thì làm mà cũng làm ruộng mà cháu Lực cũng biết cô bác ạ. Để mà làm ruộng được ra mà cái phần thóc mà nó bán được nhiều ấy thì không có đâu cô bác ạ. Chỉ làm gọi là đủ ăn thôi. Làm đủ ăn gọi là cho có công có việc để mà làm ấy chứ không là cũng không có việc gì để mà làm. Đấy, lần sau là cháu đang quay video này ông ngắp thì ông phải lấy tay che nhá. Vâng. Không thì nó tế nhị nhá. Không nhá. Đấy, tóc thì cũng khá là dài rồi. Rồi. Hết 15 này được. 15 mới được cắt đúng không? 15. Mai. Mai đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ bây giờ thì cháu cũng sẽ mổ ngan cho ông, mổ ngan xong thì xong là phanh ra để mà luộc thì cháu cũng sẽ đi về. Vâng. Đấy, để mà ông với bà là tối nay có thịt ngan để mà ăn. Vâng. Đấy, để mà bổ sung cho ông một chút. Thế thời gian vừa rồi thì ông có thịt để mà ăn không? Hay ăn được cái gì? Có. Tết đây. Tết là có thịt đúng không? Thịt vẫn có một thịt này là ông đi mua về hay là như thế nào? Họ cho. Họ cho à? Ừ.
À, thế là thịt này là hôm nọ là người ta cho ông này bữa. Đi gốc bài họ cho. À, đi gốc bài là người ta cho đúng không? Ừ. Có đường có dễ là. À, là ông bà anh em ở bên ngoại nhà bà đúng không? Vâng. Người ta cũng không có, mặc dù là vẫn có anh em ở bên ngoại, nhưng mà gia đình ai cũng gọi là không có khá giả, cho nên là không có lo lắng được cho ông là từ A đến Z, cho với ông bà từ A đến Z cả. Ông với bà thì vẫn còn là sức khỏe, nhưng mà mỗi tội là không có được minh mẫn cho lắm của bác, cho nên là gọi là cho ông với bà là tự làm, cho đến lúc mà khi nào mà ông với bà già rồi, không có tuổi rồi, thì lúc đấy thì anh em bà con với nhau thì mới góp nhau với người một chút để mà làm lo lắng cho ông, lo cho ông với bà. Thế bây giờ thì đun nước ông nhá. Vâng. À, bây giờ thì đun nước xong là cháu sẽ thịt gà cho ông. À, thịt ngan cho ông. Chứ không xem, là ông xem con dê. À, đi xem con dê của ông đó. À, hôm nay thì lên thì cũng kèm theo đó là có một cái tin mừng là dê của ông đã có chữa được các bác ạ. Ông bảo là được là 1 tháng rồi. Được đây rồi đúng không? Ừ. Dê thì lớn hơn nhanh. Ông thì bây giờ đi cắm nước cho cháu một tí nhá. Đi có nhóm được bếp không? Nhóm được đúng không? Được. Đây, chắc là cũng sắp khỏi rồi các bác ạ. Ừ. Cái dê của ông thì các bác ạ. À, thưa các bác ạ, hôm nọ thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của bác Thảo Đố có gửi cho cháu Lực là thêm là 2 triệu đồng nữa để mà tìm cho ông mua thêm một con dê đực, một con dê để làm giống ấy, để mà sau này ông sẽ không phải đi đâu để phối giống nữa. Có thể là độ tầm 2 năm nữa khi mà cháu Lực quay trở lại, không phải cần 2 năm, độ tầm hơn 1 năm thôi, 1 năm sau cháu Lực quay trở lại thì cuộc sống của ông với bà thì sẽ khác hẳn hơn rất là nhiều. Có dê đấy, thứ nhất là hiện tại là bây giờ thì đếm sơ sơ thì cũng đã báo 3 con dê rồi, một con thì chuẩn bị mua và một con thì dưới kia, còn là một con nữa thì đang ở trong bụng con dê. Đây đây thì cũng có, cho nên chú nhìn thấy là có một chút đàn gà này các bác này. Đây, mối tội là cái căn nhà của ông thì hiện tại căn nhà thì được bên chính quyền thôn là cho ông với bà là ở nhờ thôi. Cho ông bà là ở nhờ, thứ nhất là ở nhờ thì cho ông bà là vừa chăm cái đồi chè, vừa trong cái đồi chè và vừa trong cái đồi thông này, không cho bị người ta mà lấy trộm. Nhưng mà ở dưới nhà của ông bà ấy thì cô bác cũng đã nhìn thấy được rằng là cháu Lực cũng đã ghi hình rồi, 1-2 thước phim rồi, một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ mà xuống cấp luôn, cũng không có khá giả như cái ngôi nhà này, cũng không có to lớn hơn cái ngôi nhà này bao nhiêu cả, chỉ to hơn một chút thôi. Đun rồi đấy không? Hả? Đun rồi đấy à? À, đun ở nồi to đây. Thế đây đây là nước của ông với bà đúng không? Ờ vâng. Thế thì đây, thế đây vẫn còn thì không phải là đi lấy nước không nhỉ? Vâng, nước sạch. Nước sạch. Đấy, đun một cái này là đủ rồi. Đấy, ông mở nắp đi. Đây. Đây có à? Đây có rồi à? Đây có. Đây có. Ôi nhiều không ơi? Nhiều quá, nhiều quá. Vâng. Nhiều quá, đun một chút rồi. Một con ngan thôi, ông làm như ở mổ lợn này. Ông thì chắc là chưa bao giờ chăn nuôi đây nào không? Ồ, này rau. Thế là ông ăn, mấy hôm nay ông ăn này à? Vâng. Hôm nay nấu thơm qua rồi không? Hôm qua. Thơm qua rồi? Hôm qua đấy. Ồ, thế thì nên là đổ đi đi ông ạ. Ông có và ai để mà chăm sóc thì cuộc sống của ông là với bà là tự xoay sở với nhau cô bác ạ. Đấy, rất là may là còn có một người em hôm nọ thì đưa ông đi bó cái tay của ông ấy, nhiều quá rồi ông ơi. Đây đây có đang đấy, như thế này là được không? Ông đóng nắp vào từ đâu? Đấy, bị gọi là gáy tay của cô bác thì hoàn toàn là sinh hoạt bằng một tay cả thôi. Tất cả một cái làm hoàn toàn làm bằng một tay, cho nên là làm cái gì cũng rất là khó khăn.
Nào để cho. Củi thì ông đi nhặt từng cái một. Cái này thì là củi này thì ông bị ông lấy trước đau tay hay là như nào nào ông? Trước lúc bị gãy tay là ông lấy rồi chưa? Đau tay cũng một tay. Thế là một tay ông đi nhặt à? Một tay đi nhặt. Một tay đi nhặt, một tay cầm củi về. Bà thì độ tầm mấy giờ thì mới về đến đây hả ông? 5 giờ, 6 giờ đấy. 5, 6 giờ à? Thế thì bây giờ cháu hộ ông nấu cơm. Vâng. Làm ổ ngan xong thì chắc là đến lúc đấy bà cũng về rồi nhỉ? Về. Đã bao lâu rồi chưa được ăn thịt ngan, thịt vịt hả ông? Lâu. Lâu rồi à? Ừ. Nhưng mà có thịt lợn ăn là được rồi chứ. Ừ. Thịt ngan, thịt vịt thì mua khá là đắt. Ở đây thì bác Thảo Đỗ cũng dặn cho Lực rằng là để mà mua thực phẩm đấy cô bác ạ. Cái số tiền còn dư còn lại thì ông để lần sau ông đi chợ ông mua thêm thịt nhá. Vâng. Cái đấy thì để dành mấy nữa mà đi xuống bệnh viện thì còn có chi phí để mà chi phí để mà chi tiêu không nhá. Vâng. Một tí nữa thì cháu được xé ghi hình sâu của bác. Bây giờ thì xé hộ ông là một ngàn đấy. Thưa các bác, hôm nay thì xuống thì gặp ông ấy, thấy ông đang một tay đã bị gãy nhưng mà ông vẫn còn rất là chịu khó nhặt lại những cái củi mà hôm nọ là bà con hình như là lên phát cái nồi chè này cô bác này, ông để nhặt về gom lại từng chỗ một để mà ông thứ nhất là ông đem bán nữa. Cái củi này thì có đem đi bán được không ông? À? Củi này có đem đi bán được không? Không. Không được không à? Không. Những cành to thì có ai mua không? Cành to như cái cành này này vẫn có à mà không dám bán à, nhưng mà sao lại không dám bán không? Ừ. À là bên thôn người ta không cho bán à? Ừ. À người ta cho mình dùng nên người ta không cho bán đúng không? Ừ. Đơn à.
Thì vừa rồi thì cũng mổ ngan cho ông xong rồi các bác. Bây giờ thì sẽ luộc thêm một chút nữa. Bà đi vẫn chưa thấy về ông nhỉ, bà ấy? Về đây, vẫn về đây. Đi. Sẽ là sôi sôi chứ ông? Ui chưa. Để vừa mới mổ xong được các bác ạ. Ông thì không có bộ mổ được rồi. Đang bị ông thì tay ông đang bị gáy. Đang còn đang phải là băng bó nữa. Vậy vào trong ngôi nhà của ông thì phải nói là vừa dùng cái đèn pin thì nó mới sáng được. Đấy, cháu Lực thấy là ông ở trên này thì cũng có cả bàn thờ luôn các bác ạ. Trên thì cũng có thêm là một chút bánh chưng nữa. Đấy, những cái đồ đạc này thì cũng được là thứ nhất là được các bác gửi tiền cho Lực để mà mua. Và thứ hai thì cũng được các bác là gửi lên cho ông với lại bà. Cái thùng nhựa này sao ông không dùng đấy để nước thùng nhựa ấy? À. Thùng nhựa sao ông không dùng để nước? Để ngồi thì người ta... Sợ là người ta trộm à? Ừ, người ta trộm. À, thế là ở trong nhà thì cũng khá là chật rồi nhờ? Vâng. Mùa này là cái mùa mà chuẩn bị là hiếm nước rồi đấy, cho nên là ông phải là đi... ông phải đi dự ti rất là xa thì mới lấy được nước về. Sắp sôi chưa ông? Ui chưa. Ở đây thì ông với bà là ăn thịt ngan nhá. Bà thì vẫn chưa thấy về người ông nhỉ? Vâng. Mặc dù là tay của ông thì bây giờ đang trong cái thời gian mà hồi phục với cô bác ấy, nhưng mà cháu được nhìn thấy là ông hôm nay xuống ấy, ông không có ngừng nghỉ một chút nào cô bác ạ. Liên tục là đi nhặt những cành củi nhỏ nhỏ này về để nhóm bếp cũng như là ở phần phía bên ngoài nữa, nhặt để gom lại một chỗ. Cô nào con này để một tí nữa thì sẽ giúp ông chặt thịt xong thì lúc đấy thì cháu Lực cũng sẽ về các bác ạ. Bà thì đi xuống nhà dưới độ tầm mấy giờ thì mới về ông? Đến 5 giờ hơn đấy. 5 giờ à? Ừ. Ở nhà dưới thì hiện tại là vẫn không có một con vật nuôi nào cả các bác ạ. Lâu lâu thì ông với bà là đi xuống nhà dưới là một lần, cũng như là để mà ngó qua cửa một chút, ngó qua nhà cửa một chút để làm sao mà có không khí có một chút hơi ấm người ở trong đấy, chứ không là khi mà ngôi nhà mà không có người ở ấy thì rất là lạnh lẽo. Mà hôm nay thì trời thời tiết là vẫn còn chưa gọi là nắng oi mấy đâu ông nhỉ? Vâng. Nhưng mà để mà nắng oi, nắng thật sự là rất là oi đấy cô bác, thì sẽ không có ngồi được ở trong này ngạt thế mà ngạt thêm. Thế ông là tay của ông này bị gáy là gáy ở tận đâu? Đi xuống nhà nào? Dưới thôi. Là ông chuẩn là bị rơi cầu thang à hay là như nào? Thì đường trơn à? Đường bê tông. À là trơn đúng không? Vâng. Cái đường bê tông nhưng mà chắc là có một chút cát thôi cô bác, một chút cát một chút sỏi, cho nên là ông là bị đấy. Đến thời điểm hiện tại thì tay của ông cũng đã gần khỏi rồi cô bác ạ. Cũng khá là lâu cho Lực chưa xuống, chưa đi qua đường này, cho nên là cho Lực không có biết là ông bị gáy tay cả. Đến hôm qua cho Lực nghe em của cho Lực nói rằng là ông bị gáy tay, cho Lực còn không biết là ông là băng bó đâu nhá, cứ tưởng là ông bị chật khớp hay là như thế nào thôi. Thế bảo là đi xuống bệnh viện thì là về rồi, cháu Lực cứ nghĩ là khỏi rồi. Nhưng mà hóa ra là đi xuống bệnh viện là người ta băng bó cho rồi thì ông sẽ lại về. Hôm nay thì tin buồn thì về và gặp ông thì là
thấy ông là bị gãy tay. Còn thứ hai thì ngược lại đó thì có thêm một cái tin mừng là trong khoảng thời gian vừa rồi thì hai ông bà nhận được dê để mà nuôi đấy. Hai ông bà cũng rất là cố gắng cho lực lên, nhìn thấy là dê thì cũng rất là béo tốt, và đặc biệt trong đó thì lại có thêm một con dê con là đang nằm ở trong bụng nữa. Độ tầm dê thì nó chửa được tầm 4 tháng, thì bây giờ được từ 1 tháng rồi, tầm 3 tháng là có dê rồi nhà ông nhỉ? 3 tháng đến tháng từ vừa để. Nhưng mà có dê một con xong là không được bán vội nhá. Vâng. Có nhiều xong rồi lúc đấy rồi thì bán sau. Vâng. Dê thì cũng để mà nuôi, một phần là cũng giúp cho ông với bà là có thêm những con vật nuôi để mà nuôi. Xong mà thứ hai thì khi mà nuôi được ấy thì nhiều quá thì mình cũng phải là bán bớt đi, chứ không là ông bà này cũng không có chăm được, cũng không có chăm được nhiều. Chăm giỏi nhất thì độ tầm 5 con trở lại thôi. Đến lúc mà có dê nhiều thì phải là làm chuồng to hơn đấy ông. Nó cần tiền phải bán bán được đấy. Nhưng mà nếu mà mấy nữa dê nhiều ấy thì bây giờ có tầm 3 con ấy thì là ông nên đi lấy cây về ông làm chuồng đi. Vâng. Đây còn làm chuồng thì nếu mà thiếu vấn pro ấy, tầm pro thì để cháu xin cho. Vâng. Cháu xin các bác đó. Vâng. Nhưng mà nếu mà khi nào mà ông làm ấy thì là cháu xin cho nhá. Vâng. Đấy. Được 3-4 con phải thì ba con là làm lại rồi. Thì sắp có 3 con rồi. Làm lại chuồng dê. Cháu lại mua thêm cho ông thêm một con nữa thì là bây giờ là 2 con rồi. Mấy nữa nó đẻ ra là 3 con rồi. Nó còn không biết là nó đẻ là 2 con là bạn hay là 2 con đấy. Dê thì nó sẽ thường là đẻ là 1 đến 2 con là nhiều, của bác là 3 con thì nó hiếm lắm. Đấy, làm ở cái chỗ mà vừa rồi ông phơi phơi củi ấy. Đấy, nếu mà như mà mấy nữa mà dê của ông là đẻ thêm 2 con thì là ông sẽ làm chuồng dê. Thì về cái phần cây này, cây thì nhà ông là sẽ không có đâu. Đấy, có thể là đi xuống cái thôn kia để mình mua cây. Thì cháu Lực cũng mong muốn rằng là khi mà cháu Lực đăng tải thức phim này thì sẽ nhận được cái khoản hỗ trợ mà các bác giúp đỡ cho hai ông bà để làm chuồng dê một chút nhé cô bác nhé. Xin cảm ơn cô bác rất là nhiều. Xôi đấy ông ạ. Vâng. Cũng đấy ông bỏ muối rồi chưa? Vâng. Đấy ông bỏ muối rồi chưa? Chưa đúng không? Chưa. Hôm nay thì sẽ không có ăn cơm cùng với lại ông cô bác, chỉ là đây chỉ là giúp ông làm thôi. Đúa nhà ông đâu hết rồi? Vâng. Đúa ấy. Đố đi kì. À đây. Ồ. Đố ngắn, đố dài thì về đây. Đấy, bây giờ thì ngan xôi của cô bác ạ. Khá là to. Này thì có để là ông với bà là ăn được tầm 2 bữa một ngày luôn đấy cô bác. Đấy, ngày mai thì cũng là ngày rằm rồi cho nên là vừa rồi ông kể là thịt treo này của bác này thì được người ta quý ông là cho ông một chút thịt về để mà ăn Tết. Ngan này thì mình cứ luộc cho nó chín một chút. Ngan này thì nó không có bị nhừ đâu, cứ luộc một chút đã. Để bể lăng ở đồng à. Một tí nữa để bà về thì ông ăn cùng bà sau nhá. Vâng. Bà không phải bà. Tưởng là phải bà thôi. Vâng. Thế ra đây. Em bỏ nè. Ra bỏ nè. Bỏ quay đi. Đang lớp. Cắm hút về ra đây. Ồ chín nào. Cắm hút này về đây, về chín á. Hút cái nào. Hút này à. Hút nó. Thế ra đây nè. Cắm hút từ này ổ nè. Cái thanh niên này thì thưa cô bác ạ, quay thẳng tay mà ai quân mà quá hát thằng cơ đi mà phải chi với thằng cơ luôn. Thôi ra phê nè. Thưa cô bác, cái thanh niên này thì là cũng ở dưới thôn, là một thanh niên mà năm nay thì cũng nhớ nhất là gần 30 tuổi rồi, nhưng mà do là không may là bị
bị như kiểu là bị kiểu năng trí tuệ của bác là bị nặng luôn, lâu lâu còn bị co giật mà rung hết cả người luôn đấy. Anh nhưng mà bố mẹ thì ở nhà là vẫn lấy cho một người vợ thì cũng là bị như kiểu là bị không được minh mẫn đúng không á. Nhưng mà đi lấy chuyên là đi lấy củi với lại lấy cỏ ở trên chỗ khu này, đi đâu thì cũng cầm theo một cái ống điếu. Hút phù với tâm ạ. Đấy, hút phù với tâm ạ. Năm nay thì được bao nhiêu tuổi thì có biết không? Năm nay được bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? Hả? 74 tuổi là cái gì? Ôi, hút cái này hút ít thôi. Hút nhiều bị ung thư đấy. Ung thư là chết đấy. Thông chết đâu. Chết đấy. Cái này không chết đâu. Không nên hút đâu. Thế là đi lấy đi lấy cái gì đấy? Cái diếp. Cái này là cái dép á? Dép đấy. Đờ, không phải đâu, đây là con dao. Con dao đấy. Đây, con dao chứ không phải là cái dép, nói lung tung hết cả lên thôi. Đấy, rất là khổ bác ạ, tuy nhiên này thì cũng phải nói là cực kỳ mà éo le luôn đấy. Ở đây thì không biết là những cái hành động mà đang làm như nó hút thuốc như này thì thực sự là không biết là thanh niên này nói rất là nhiều nhưng mà không có cai được cô bác ạ. Hút ít thôi. Thôi, thế thôi. Yo, công an tôi mà căng ngõ chính đi đó. Đấy, chính đi đó, chính bí cho mà nào đây đó. Đấy, vừa mới châm là chưa kịp ấy đã phụt ra rồi. Cái này đi đâu lấy tiền về mua ấy? Anh lên xá. Anh xá? Ờ, lên xá lấy hút thuốc lá. Lên xá lấy thuốc lá nhưng mà lấy tiền đâu ra để mua? 5 cây. 5 cây là bao nhiêu tiền? 50.000. 50.000. 5 cây là 30.000. Thế là chứng tỏ là ông này nó điêu 5 cây làm gì được 50.000. 5 cây, 1 cây là có 12.000. Còn hơn 50.000 nữa. 50 mấy 60.000. Ý lấy củi ở tận đâu? Gần đây. Gần đây à? Ờ. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Cơm rồi à? Ờ, về nhà ăn cơm rồi. À. Nhà ăn cơm rồi. Xong lấy củi rồi. Một ngày lấy được bao nhiêu bó? Bói. Hả? 16 bói. 16 bói là cái gì? Một ngày lấy được bao nhiêu vác củi? Vác nào đây chỉ bẹc, anh Phong? Đến đây xuống bẹc. Xuống bẹc. Hỏi là một ngày lấy được bao nhiêu thì lại trả lời một tháng lấy được 2 bó củi ấy. Ây... Cũng ngay thì cũng cùng cầm theo xem là có kẹo không? Anh ăn kẹo không? Có. Ủa? Thế thì kẹo xong là đi lấy củi nhá. Ờ. Còn không biết là còn bao nhiêu con đấy. Đây, em còn 2 con này. Đây. Chín chưa ông? Chín. Ơi, ông đừng nói điêu nha, chưa chín đâu ấy. Chỉ một chút đã. Đây, bây giờ thì ngàn đã chín, ngàn đã gọi là gần trên chín rồi các bác ạ. Cháu thì giúp ông làm chín rồi thì xong là tí nữa ông với bà là tự ăn nhá. Vâng. Ông với bà chưa về thì cháu còn phải đi làm thêm cái khác nữa. Vâng. Đổ cái nước này đi ạ. Hôm nay thì tiếc quá của bác ạ, không có gặp cả bà nhà nữa. Để ông với bà là không ăn cơm luôn thì nó sẽ vui hơn khi mà cháu được ghi hình nhé. Nhưng mà gặp mỗi ông ở nhà thôi. Để một tí nữa ông với bà là tự xế, tự ăn cơm với nhau. Bà lại lâu lắm không về. Bà chắc là đến tối về rồi, dưới chưa làm xong chắc chưa về rồi. Một con ăn là siêu to luôn để cho ông với bà là ăn thoải mái một chút.
Khỏe như là một chín rồi, một tí nữa mà mới chín được. Bây giờ thì không chưa chín mấy đâu. Ông cho củi vào nhá. Ngàn to quá sao không vừa cái ủa nóng sự. Sau cái thời gian mà luộc thì bây giờ ngan của ông thì cũng đã chín rồi cô bác ạ. Vậy cho tôi nhìn thấy là ông là vẫn còn rất là miệt mài mà quét nhà cái cửa cho nó sạch sẽ một chút, mặc dù là nhà của ông thì rất là hẹp để cho nó muội một chút. Ông chịu khó quét nhà đấy nhở? Ông chịu khó quét nhà đấy nhở? Vâng. Thất của ông thì ở đâu ấy? Thất của ông ở đâu ấy? Thất đây. Cái thất này là cái này này này, cái này gọi là cái thất này. Vâng. Mày hỏi cái thất ông ở đâu thì ông bảo là không có. Ông để vào cái nào ông ơi? Để thái xong để vào cái nào ấy? Chặt xong rồi để vào cái nào ông? Đâu để vào cái nào ông bảo cháu để cháu chặt cho. Cái chậu này à? Đi đủ. Đi. Bây giờ cháu đi mang đi rửa đấy nhá. Vâng. Phải hơ con lửa một chút đâu ạ, cho nó hết cái nước còn đéo đi. Ủa thân khẩu thùng bác. Không, tí để ông, tí ông với bà là ăn cơm thôi, cháu sẽ hộ ông chặt thịt ngan ra nhá. Vâng. Cháu sẽ hộ ông thôi, tí cháu là không ăn cơm của ông đâu. Cơm này là cơm cú này. Cơm cú à? Ừ. Tí ông với bà là chỉ việc là ăn cơm thôi. Vâng. Để mà bà làm thì chắc là bà cũng không có biết làm, mà để ông làm thì tay của ông lại đang bị gãy, nên là cháu được xé ông là chặt hết ra để cho tối nay ông với bà là chỉ cần việc ăn thôi. Ông là ở nhà là bây giờ là nấu cơm đợi bà à? Vâng. Dao của nhà ông chắc là lâu lắm cũng chưa được mài rồi đấy nhỉ. Ông nhỉ. Ê dao ngắn. Ông có đói không? Chưa đói à? Nếu mà đói thì ăn trước bà một chút. Chưa đói. Bà thì cũng về đến nhà rồi cô bác ạ. Sau một thời gian không nhìn thấy mặt của ông với lại bà.
Thái vào đây mà này còn thái ba. Cầm lên mà. Mày ông với bà ăn cơm đi. Ok. Con chỉ có thịt ngan thôi cô bác. Thịt ngan này cháu được vừa là cô ông là chặt hết ra ra đây rồi. Để một tí nữa ông với bà ăn xong thì sẽ lại tiếp tục để đây cho ông bà. Đấy. Đây thì sẽ một bữa thì sẽ không ăn hết đâu. Phải tầm độ à. Anh mà để mà nó cho thùng vậy. Tầm độ 2 bữa thì mới ăn được. Bây giờ mang rồi. Chín này mới ăn lúc 9 rồi. Ấy, chín áo mà phì. Lúc 9 rồi. Ấy. Năm mà phì. Lúc 9 rồi, bố ta mới hát chín ạ. Ấy, chín áo mà phì. Ăn tầm mà có. Vậy nhìn ông với bà thì rất là tội của cô bác ạ. Hai số phận gọi là cùng chung một tần số mà ở với nhau. Nám mà lạ. Bố lắm chín. Vậy ông với bà thì cứ ăn đi, hôm nay thì ăn thịt ngan rồi. Cơm này ông cũng ăn cơm muộn đấy à? Vâng. Ấy, vẫn lấy hải chân không, vẫn tin năng đại đoàn thế mệt tin. Bộ mê, cái mê cái chị này. Vậy ở lại ghi hình một chút về cái cảnh mà ông với bà ăn cơm. Thì cháu Lực cũng sẽ đi về cô bác. Vừa nãy thì khi mà cháu Lực xuống thì cũng cháu Lực cũng ăn cơm từ nhà xuống rồi, cho nên là không có đói, không có ăn cơm cùng bà được. Ấy, chín áo mất tiền. Bố lúc chín giá mê tập hoa chín nhé. Vậy ông thì bây giờ thì ăn cơm bằng một tay thôi cô bác ạ. Tay đang ông đang bị gáy đấy. À mà lạ. Ấy, chín áo mất tiền. Bà thì cũng vừa mới đi làm về thì cũng chắc cũng muốn đói rồi đấy cô bác ạ. Mẹ ít phát ở bộ. Ừ, ông thì bà mẹ chính không bà bí hẳn ta bà là nàn đấy đâu. Ông thì cứ dùng một tay kia để mà ăn thịt đi. Đấy, không cần phải lấy gạo, không cần phải lấy đũa đâu mà dùng tay luôn đi ông. Thì mới ăn được chứ đũa làm sao mà ăn được. Đấy ông dùng tay đi, đó. Đấy, ông ăn miếng nào thì ông tự gắp ông nhá. Được. Rồi. Đấy, có lẽ là bây giờ cháu Lực sẽ để cho ông với bà là ăn cơm rồi cô bác ạ. Và cháu Lực cũng sẽ lại di chuyển đi về. Và cháu Lực còn công việc ở trên nhà nữa. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở đường sống tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác anh chị. Một lần nữa thì cháu Lực xin gửi một lời cảm ơn tới các bác đã luôn luôn yêu quý cháu Lực và yêu quý những hoàn cảnh mà cháu Lực đi chia sẻ. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra. Thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.